17.000 người lao động làm việc tại cơ sở giáo dục ngoài công lập từ mầm non tới trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp được thành phố Hà Nội hỗ trợ 1,5 triệu đồng mỗi người. Từ tháng 5 đến nay, khoảng 2 triệu học sinh Hà Nội dừng đến trường để phòng chống Covid-19, trong khi giáo viên công lập vẫn được hưởng lương từ ngân sách, giáo viên người lao động tại cơ sở ngoài công lập phần lớn không có lương, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Và việc làm này thực sự là hết sức là thiết thực và cần thiết trong thời điểm này. Như các cụ của chúng ta ngày xưa đã nói là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Và những cái sự hỗ trợ trong thời điểm này thì phần nào cũng giúp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các trường tư thục cũng giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Trong 9 nhóm được hỗ trợ, có 3 nhóm liên quan đến giáo viên. Theo đó, tổng số tiền dự kiến hỗ trợ là hơn 34,5 tỷ đồng.